Và kính thưa quý vị, chương trình nối tiếp chương trình để chúc phúc cho chú rể và cô dâu. Và lúc này đây thì ban nhạc chúng tôi kết hợp với quý đại diện gia đình sẽ có một chương trình live show điểm hẹn âm nhạc. Và quý vị chúng ta đã trở về đây rồi, rất mong muốn của chúng tôi, rất mong muốn của chú rể và cô dâu, quý vị hãy đăng ký cùng ban nhạc chúng tôi để góp phần chung sức với ban nhạc chúng tôi với những ca khúc ca từ dành tặng hát mừng hạnh phúc năm cho chú rể Thanh Đàn và cô dâu Minh Hằng. Và kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình trong buổi lễ đăng hạnh phúc này với một tấm chân tình và lòng nhiệt thành của quý đại diện gia đình nhà trai, cũng như đó là một thành viên, một gương mặt hết sức thân thuộc với ban nhạc chúng tôi, rất mong quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe, cùng thưởng thức đến với tình cảm của em Thu Hiền sẽ bước về sân khấu của chúng tôi mang lời ca tiếng hát của mình để hát tặng cho chú rể và cô dâu, gửi đến cho quý vị khách quý có mặt trong buổi trưa hôm nay. Xin được trân trọng kính mời qua tiếng hát của em Thu Hiền. Vâng, sau đây Thu Hiền chia tới chúng ta một ca khúc mang tựa đề 60 năm cuộc đời. Yêu thương